hai cái mũ. Mẹ mua cho hai chị em mỗi đứa một cái mũ vành rộng để đi chơi dịp hè này. Hai chị em thích cái mũ này lắm, đi đâu cũng đội. Hai à, em sẽ giữ cái mũ này thiệt kỹ, hè này đi tắm biển, thích quá. Hai cũng vậy á, đi học ai cũng khen mẹ mua mũ cho hai chị em thiệt đẹp. Hai chị em nhưng mỗi đứa có một cách giữ mũ riêng. Trong khi chị giữ gìn chiếc mũ cẩn thận, đợi có dịp nào quan trọng mới đội, thì cô em lấy chiếc mũ ra đợm chán và không bao giờ cho ai đụng đến nó. Một buổi sáng mẹ gọi: "Hai chị em có ai đi chợ với mẹ không?" Trong khi em gái vẫn ấp mình trong chiếc chăn ấm, thì cô chị xung phong đi chợ với mẹ. Nó ra dáng mình là chị nên lúc nào cũng phụ giúp mẹ. Các công việc nhà hầu như nó đã thành thục hết. Nó cùng mẹ ra chợ. Hôm nay là ngày cuối tuần nên chợ rất đông đúc. Mẹ liên tục dặn nó: "Con không được rời tay mẹ đấy nha." Nó vâng dạ rồi nắm tay mẹ không rời. Khi mẹ đã mua xong thức ăn, bảo nó đợi mẹ ở một góc chợ rồi chuẩn bị ra về. Nó đang đứng thì có hai đứa trẻ đi tới. "Anh ơi, nắng quá, em đi không nổi nữa." "Em ráng đi, bán hết sắp vé số này, anh mua cơm cho em ăn nhé." "Nhưng trời nắng quá, em đi không nổi nữa." Nó đứng đó nghe thấy tất cả, nó vần về cái mũ trên tay. "Hay, mình tặng cho thằng bé cái mũ, tội em quá à. Nhưng mà mũ này mẹ mua, mình cũng quý nó lắm." Nó giấu cái mũ sau lưng. "Anh hai ơi, em không đi đâu, em không đi đâu, nắng quá anh hai ơi." Nó nhìn thằng em trạc tuổi con bé em út của nó mà xót xa quá. Trong khi chị em nó thì ăn sung mặc sướng, quần áo đầy đủ, thì vẫn có những mảnh đời bất hạnh. Lòng nó bỗng chùng xuống. "Bạn ơi!" Hai cậu bé nghe tiếng nó gọi liền quay lại. Nó chạy đến chìa ra chiếc mũ rộng vành. "Tặng cho anh em bạn này, em bé cần đội mũ để tránh nắng." Hai anh em ngẩng người, đứng nhìn, không dám cầm. Nó chạy đến đội cái mũ lên đầu thằng em rồi quay đi. Nghe Lý Nhí lời cảm ơn còn mở ngỏ phía sau, nó bỗng sợ nếu mẹ hỏi cái mũ đâu. Nếu mẹ hỏi, nó sẽ nói thật cho mẹ nghe. Nó chưa kịp định thần lại thì mẹ bước đến bảo nó đi về. Mẹ dẫn xe ra khỏi bãi xe, quay lại nhìn nó hỏi cái mũ đâu. Nó chẳng biết nói gì. "Con làm mất rồi đúng không?" "Dạ, con..." "Có cái mũ mẹ mua mà con cũng không giữ được, bây giờ nắng quá sao mà về? Con ở đây đợi mẹ một lát nghe không?" Vừa nói mẹ nó vừa tất tả đi vào trong chợ. Một lát sau mẹ chạy ra bảo nó đội cái mũ lên kèm theo lời dặn: "Làm mất nữa thì mẹ không mua cho đâu đấy." Nó ngồi sau lưng mẹ bệnh rịnh: "Con không làm mất cái mũ đâu mẹ." "Vậy thì cái mũ đâu?" Nó kể cho mẹ nghe câu chuyện vừa xảy ra với mình, rằng nó đã tặng cái mũ cho hai bạn kia. Nghe xong mẹ bảo: "Mẹ xin lỗi vì đã trách lầm con, sao con không kể cho mẹ nghe khi mẹ hỏi?" "Con sợ mẹ rầy." "Mẹ làm sao rầy con được, khi con gái của mẹ đã làm được một việc tốt, đã biết suy nghĩ cho người khác." Ngồi sau lưng mẹ, nó tủm tỉm cười và cảm thấy mặc dù hôm nay trời nắng nóng, nhưng trong lòng nó lại thấy mát làm sao. Bạn may mắn sinh ra trong gia đình có đầy đủ điều kiện là bạn đã hạnh phúc hơn nhiều người. Vì vậy, hãy chia sẻ sự may mắn của mình với những người kém may mắn hơn. Điều đó cũng mang lại hạnh phúc cho chính bản thân mình rồi, đúng không các bạn?